Thời gian qua, Goblin làm mưa làm gió trong cộng đồng những người yêu mến phim Hàn bởi nội dung mới lạ, không theo mô típ của bất kỳ tác phẩm nào trước đó. Một trong những tình tiết được yêu thích nhất chính là cây kiếm của yêu tinh. Đây chính là vật quyết định sinh mạng cũng như số kiếp của nhân vật này. Nhờ đó, hình ảnh yêu tinh Kim Shin của Gong Yu bị thanh kiếm đâm xuyên ngực nhanh chóng trở thành trào lưu, không chỉ phổ biến trong cộng đồng mạng mà còn được hàng loạt những nghệ sĩ xứ Kim Chi thi nhau chế ảnh ăn theo. G-Dragon cũng là một trong số đó. Trưởng nhóm Big Bang vừa chia sẻ trên Instagram cá nhân hình ảnh anh bị thanh kiếm nhựa đâm xuyên qua ngực. Trong khi một bộ phận netizen tỏ ra thích thú với sự hài hước của nam thần tượng, thì nhóm khác được dịp lao vào chỉ trích. Nhiều người cho rằng ngoại hình thấp bé của G-Dragon chẳng thể so sánh với vẻ ngoài nổi bật, cuốn hút của Gong Yu trong phim, một sự chênh lệch quá sức tưởng tượng. Trong khi đó, vẫn có một số ý kiến bên vực khẳng định anh chàng chẳng có lý do gì phải bị bôi bác như thế. Trước đó cũng có không ít nghệ sĩ cũng đăng tải những bức ảnh tương tự, song phản ứng của cư dân mạng cũng không hề gay gắt như lần này. Có vẻ như bức ảnh được chụp vào hôm G-Dragon bị bắt gặp đi công viên giải trí cùng bộ ba Sully, Gen và Gohara. Trong khi chẳng làm gì, anh vẫn bị dính tin đồn hẹn hò không đáng có với hai nữ thần tượng. Mặc kệ những bất công trên, cư dân mạng vẫn chưa thể có cái nhìn tích cực hơn về chàng nghệ sĩ lắm tài nhiều tật này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!